Wow. Chào tất cả mọi người. Thầu sinh nhật của Thỏ Đen ngày hôm nay. Cảm ơn cả mọi người rất là nhiều. Wow. Đông dữ. Dạ mọi người ăn uống gì chưa? Ủa gì? Em đâu ra gì? Cảm ơn anh Huy thân mến. Đến với buổi offline mừng sinh nhật ngày hôm nay với rất đông các bạn fan hâm mộ. Có cả những gương mặt cũ, cũng có rất nhiều những gương mặt mới thì không biết cảm xúc của anh hiện tại như thế nào? Mình rất là vui bởi vì ngày hôm nay thì được gặp rất là nhiều những bạn mới và đặc biệt là không thể nào vắng mặt được những gương mặt gọi là gạo cội của Trà Bắc. Ngày xưa có những bạn là từ xa về luôn, mà đặc biệt là đầy đủ hết tất cả mọi người ngày hôm nay là một điều hạnh phúc của Huy. Và mặc dù rất qua ngày hôm qua là ngày bé chào đời, hôm nay là bé lớn được một ngày đó. Rồi rất cảm ơn một lần nữa, rất là cảm ơn sự hiện diện tất cả mọi người. Để mở đầu cho buổi offline ngày hôm nay thì chắc có lẽ là tất cả các bạn khán giả đều đang rất muốn được thưởng thức tiếng hát của anh Huy đúng không ạ? Huy thì chuyên dòng nhạc buồn, mới vô hát nhẹ bài hát buồn nữa, hay là bài ơi không ra bài này thì Huy gần đây nhất đi, tại vì những bài ngày xưa Huy đã hát nhiều rồi, nên bài này là Huy cũng rất là mong muốn mọi người sẽ lắng nghe bài hát này. Đó là cảm xúc. Ủa không biết có nhạc theo không ta? Vậy thì chắc là trước khi mà chắc là chúng ta sẽ để cho bạn fan chờ đợi tiếng hát một lát nữa. Giờ chúng ta sẽ đến với phần khởi động cho buổi offline ngày hôm nay, anh sẵn sàng chưa ạ? Ok. Dạ vâng, vậy thì xin phép mời anh ngồi ạ. Ở đây thì phần khởi động rất là nhẹ nhàng thôi. Và thắng thì sẽ được vỗ tay, còn thua thì sẽ bị phạt. Ôi trời. Chào mừng hai người bạn rất là đặc biệt. Đó là bé Thỏ Trắng và thánh nữ làng chơi sạch. Có chỗ ngồi riêng, chỗ ngồi VIP. Đó. Vâng, và sẵn có dịp chúng ta có ba nhân vật rất là nổi tiếng từ Running Man thì chắc là các bạn khán giả cũng có rất nhiều câu hỏi dành cho bộ ca này đúng không ạ? Sao mới vô hồi ta... giọng nội không có gì nó mới lạ hơn hả? Thôi lời đầu tiên thì cho Jun Phạm cũng như là BB Trần gửi lời chào đến các bạn fan của Ngô Kiến Huy ạ. Trời ơi, đông quá ha. Sao không chịu kiếm chỗ nào cho các bạn ngồi mà có ngồi rất tội nghiệp vậy? Lúc đầu là có ghế hết nhưng mà bị quá tải. Cái ghế nó bị chiếm chỗ đâu có để mấy bạn ngồi, với lại thời tiết nóng. Ngồi sàn gỗ. Thì nó mát. Bỏ cho sao thì bé này. Dạ, em chào mọi người ạ. Là đầu tiên cho khách chơi dơ. Cho Bibi gửi lời chào đến tất cả gia đình Bắc ạ. Bibi chào. Bởi mới vô có một canh men. Chơi dơ tâm lý không được. Ổn định. Có mình tôi chơi sạch luôn á. Cậu gia đình cũng dơ luôn. Rồi bây giờ thì có một cái micro xong rồi truyền qua truyền lại tự nó là dơ với lại sạch rồi là hết chương trình đó hả? Có gì đặc biệt không? Hỏi nè. Hỏi rồi. Vâng, vậy thì sẵn dịp có các anh đến dự sinh nhật của anh Bắc thì chắc chắn là các bạn fan ở dưới có rất là nhiều những
lời tâm sự cũng như là những câu hỏi dành tặng cho các bạn. Vậy thì giờ không biết có bạn nào có câu hỏi nào muốn dành cho anh Ngô Kiểu Huy, anh Billy Trần và anh Phương Phạm ngồi trên này không ạ? Mình giơ tay nha, mình giơ tay để đặt câu hỏi nha. Vâng, tôi đã tìm thấy được một bạn khán giả giơ tay rồi. Rồi xin mời bạn. Bị ép không? Bé này bị ép đúng không? Trời ơi anh ơi, lần sau úp ra mà mình phải cài một số cái này khán giả cài. À cài vô hả? Khán giả cài. Dạ. Dạ em muốn hỏi là chuyện tình với anh Ngô Kiểu Huy với anh Billy Trần diễn ra tới đâu rồi? Em nói đi. Thì đáng lẽ hôm nay là BB là mặc đồ sari tới đây do là khoan không kịp, chứ đáng lẽ là mặc đầm cưới tới đây. Mẹ tính là nhân tiện là mượn chỗ này để tổ chức đám cưới luôn. Nói chứ thì giữa BB và anh Ngô Kiểu Huy thì thực ra chỉ là tình yêu thôi. Tình cảm anh đang tin mà bạn bè tình cảm đồng nghiệp đó, trên mức đồng nghiệp tình cảm đó. Thì vậy đó em... ở đây có bố mẹ này, em có nói chuyện không? Bố mẹ đang lo, hôm nay ra mắt luôn rồi, lo quá mẹ, mặt lo lắng lắm luôn, mặt mà sợ đó. Dạ con chào hai ba. Dạ chào bố mẹ. Phụ và mẫu phụ rồi. Ôi giờ xong rồi đó. Câu hỏi tiếp theo. Không, tập 15 á. Vâng, biết còn câu hỏi nào nữa không ạ? Kìa em trai mặc áo trắng. Vâng, xin mời. Cài luôn. Bé bất phản quá ha. Đồ cao ha. Đứng lên hết hồn. Em mấy tuổi em? Dạ năm nay em 14 tuổi ạ. À. Thiệt hả? Wow, là em sinh năm 2005 ạ. Bây già rồi em, mày là 30, năm 31 nè, 32. Đâu, 34 với 29 à. Trời ơi, 39. Còn 14 tuổi em hỏi gì đi, 14 tuổi. Dạ, cho em hỏi anh bắt vàng tí ạ. Em ơi, anh bắt già. Bắt già. Anh hỏi đi. Nếu như mà trong Running Man đó, nếu mà có được, nếu mà ví dụ như là trong một lần chia sẻ bản tên á, thì ba anh chưa có muốn liên minh với nhau hay không? Nhỏ hỏi một mặt đó. Nhắc lại nỗi đau của thỏi trắng. Tối hôm qua tụi anh có thử liên minh bộ ba phi dơ với nhau thì cái kết nó không có đẹp lắm. Anh mà em thấy chỉ có mỗi anh Huy là chưa dơ nhất thôi. Bởi vì anh nói còn dữ mà. Còn nãy trên mạng ở đây cũng chọn là Ngô Kiểu Huy là chơi dơ nhất đúng không? Xong rồi cái BB không, tại người ta đọc lộn cái tiết là những người không chơi dơ nhất. Vậy nếu vậy thì là riêng Vĩnh Phát. Ở đâu thì không có Huy trong đó, Huy đừng có tham nha. Câu hỏi của em thì thôi anh em. Dạ không, nhiều lắm anh. Ok, em từ đi ông tới 5 giờ chiều được sao? Khoan, nhưng mà ý em đó là gì nè, tại vì bây giờ tất cả mọi người á, tất cả mọi người trong chị đi trường chi là bây giờ đề phòng nhau hết rồi. Cho nên là rất khó chơi dơi mà. Ngay cả ban tổ chức còn đề phòng mọi người nữa mà. Tức bản thân em và ban tổ chức còn đề phòng nữa mà. Thì làm sao mà chơi dơi được. Nói chung là rất là khó, nhưng mà để mà ba đứa mà hợp tác với nhau là chắc là không có đường thắng đâu. Đó. Ba đứa mình mà hợp tác là không có đường thắng đâu. Đúng rồi. Tại vì ngay tập 1, anh nhớ không? Hai người nhớ không? Ngay tập 1 lúc mà ngay chỗ toilet á. Em nhắc hai người ra sao tên anh Thành mà hai người bỏ trốn luôn á, nhớ không? Không có, lúc đó là anh với Huy đã... Lúc đó ý của thằng Jun nó là lúc đó anh với Huy tính trốn rồi. Mà không ngờ lộ liễu quá, có quay thấy. Tình trốn là trốn khỏi máy quay luôn á, cho đỡ hèn. Nhưng không ngờ bắt được, bắt kịp, máy quay bắt tại vì tập 1 chưa biết ai tham gia, nhưng mà Huy với lại Jun thì thân trước. Nên tập 1 quyết định là liên kết trước với Ngọc. Sau đó gặp BB là định là phản BB. Ai vậy BB đâu ra bao nhiêu mà đặt đòi liên kết. Xong cũng phải giả bộ liên kết. Xong rồi cái mình chạy ngay thôi. Ngay từ đầu là cái đề phòng em rồi. Đúng, chính xác.
em cao hơn người ta mà Vivi. Em hỏi đằng sau là em giật được mà. Rồi xong vô cho em bé ngồi vì nó đứng lo quá. Đó. Bé nó còn hỏi nữa. Em là chuẩn bị cả một sắp không? Hay là thông thái lắm nè. Mới mà ra là thường thì em không chuẩn bị trước đâu. Thường thì tới lúc mà cần thiết thì những cái ý tưởng nó sẽ tự brainstorm hết trơn. Dạ. Một chàng hỏi tay thì bé em tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Hoàng Phúc ạ. Cho bạn Nguyễn Hoàng Phúc một tràng pháo tay. Yeah. Nhà hùng biện tương lai. Còn câu cuối em là câu gì? Dạ là chúc tất cả mọi người ở đây đều có một khoảng khắc thời gian vui nhất. Wow.